Rồi, xin được chào tất cả các bạn bè, anh chị em, cộng đồng online nhá. Hôm nay là một ngày giữa tuần, một cái ngày mà thời tiết bắt đầu chuyển sang trạng thái từ nắng khô hanh. Trời vào ngoài trời bây giờ cũng lất phất mưa rồi các bạn ạ. Lất phất mưa rồi. Các bạn ở miền Nam, các bạn ở miền Trung có thể là chưa có mưa, nhưng mà ở miền Bắc bây giờ thì trời cũng đang bắt đầu mưa phùn. Rồi, trời đang bắt đầu mưa phùn. Bây giờ thì cũng muộn rồi. Nó tầm 7 rưỡi rồi. Anh em chúng tôi thường có những cái buổi, những cái phiên làm việc ví dụ như thế này. Đây các bạn này. Ví dụ như sau. Ví dụ như anh Bân kia chẳng hạn. Ví dụ như anh Bân kia thì anh đang có đủn đủn cái máy đấy. Thì một ngày của anh ấy thường sẽ là sáng giặt chăn, thu chăn, rồi chả chăn, giặt đệm. Sau đó thì tối đi đánh cá ở ngoài sông. Như hôm nay thì buổi sáng anh ấy đã dậy anh ăn mấy bộ đệm rồi. Đó, chào anh Hải Nguyễn nhá. Rồi, chào anh Hải Nguyễn, chào tất cả mọi người. Đây, các anh chị ở đây thì có rất nhiều cái sự sáng tạo. Các anh chị chỉ lần đầu thôi đến thăm nhà nhau chia sẻ kinh nghiệm. Về thì các anh chị đã làm ra những chiếc lò đốt khủng long bạo chúa các bạn ạ. Những chiếc lò đốt vô cùng khủng long. Những chiếc lò đốt mà nó sẽ có khả năng ra nhiệt rất nhanh và tiết kiệm. Nó sẽ ra nhiệt rất nhanh và tiết kiệm. Nó tiết kiệm điện năng này, à nó tiết kiệm củi này. Đấy. Các anh ấy đang thử cái máy bắt. Cái này không có công tắc rồi. Không có đấu như công tắc thì đơn giản mà. Đấu như cái kia kìa. Thì em đấu cho. Em đấu một cái mà xong có gì đâu. Bây giờ thì anh Điệp anh đang giặt mẻ chăn đầu tiên các bạn ạ. Anh đang giặt mẻ chăn đầu tiên. Đang thử cái máy. Các bạn đây này. Đây. Máy đang giặt 4 chăn một mẻ. Máy đang giặt 4 chăn một mẻ sử dụng đến tần Gtech. Đấy, sử dụng đến tần Gtech. Và cái máy này đang chạy là điện 3 pha 308. Tùy theo nhu cầu của khách hàng thôi, tùy ở mỗi một cái hộ dân khác nhau ấy thì chúng tôi sử dụng các loại biến tần khác nhau tùy theo nguồn điện nhà mọi người có. Ngày xưa thì mọi người nghĩ rằng là cái dòng điện nó cứ phải là 308 nó mới khỏe. Nhưng mà dựa vào công nghệ cao Phan Minh Quân nhá. Hôm nào tuyển dụng anh sang làm thợ làm diều cho em đi. Anh bây giờ cũng biết hàn inox rồi. Bắt đầu biết hàn rồi. Đây. Máy đang giặt trong này là 4 chăn một mẻ. Nước giặt cũng đã khá là trong rồi anh em ạ. Nước giặt khá là trong rồi. Lượng nước chúng tôi tăng lên khá nhiều hơn so với bình thường. Ví dụ như bình thường nước nó giảm hơn so với này 5 phân. Giảm hơn này so với 5 phân. Nhưng mà ở mẻ giặt này thì chăn nó hơi bẩn tí, chúng tôi lại tăng lượng nước lên. À đấy, tranh thủ đây chia sẻ với các bạn về cách tăng lượng nước nhá. Tăng lượng nước thì đây này, tôi có một cái cữ đây này. Cái ống đo nước này nó sẽ cắm xuống đây là mực nước tiêu chuẩn. Được chưa? Kéo lên 10 phân thì lượng nước sẽ tăng lên 10 cm. Cái bể chứa nước nó sẽ tăng lên 10 cm. Thay vì là các bạn phải thay đổi các cái thông số ở trong một chương trình giặt về mức nước, nó giống như máy giặt dân dụng nhà các bạn ấy, các bạn thích bao nhiêu nước là do các bạn cài đặt nó đúng không? Thì ở đây thì chúng ta lập cho nó một cái chương trình giặt bao nhiêu nước, thời gian bao lâu, vắt bao nhiêu thời gian, mọi việc là mình đều quy định được nó ở đây cả. Tuy nhiên mà mình thay đổi như vậy ấy, thì đôi khi nó rất là rối rắm. Thà và rằng là ta rút cái dây lên phát cho xong này. Đấy, chúng tôi mới lắp chạy thử nghiệm thôi, chúng tôi chưa hoàn thiện xong. Đấy. Đi lên chưa? Thằng này á? Đâu bác xem nào, bác xem con sửa kiểu gì nào. Đây đang ngồi đấy, đang ngồi đây bác xem nào. Cháu thay là ai thay? Đâu gỡ cái nào? Chỉ. Gỡ cái tấm này ra này. Gỡ cái tấm này ra. Được thay rồi hơi nóng. Nhưng mà bây giờ cháu thay là thay cái nào, cháu chỉ cụ thể đấy bác xem nào. Đây. Cháu thay
Thay cả cái bảng này hay là thay nguyên một con led này? Con. Nhưng mà cháu lấy đâu cái con led đấy? Lấy giấy bạc để giấy bạc. À đâu, con led hỏng. À, có nghĩa là lấy con led khác. Thế cháu có máy hàn không? Không. Thế cháu làm thế nào để nó dính vào nhau được? Hàn bằng mũi dao. Không. Hàn bằng mũi dao kiểu gì? Đây, lấy cái giấy bạc nó thử mà. Hả? Chứ. Nhưng mà cháu làm kiểu gì để cho để đính được cái con led đấy vào cái tấm nhôm đấy? Thì chỉ cần hơi nóng thôi. Hơi nóng lên là cho dính được vào. Đâu cháu thử cắm lên bác xem nào. Điệt thử cho đây. Xem cái thằng bé này mà giỏi quá này. Các bạn ơi, thằng bé này mà giỏi quá các bạn này. Nó còn cháu nó lớp mấy rồi cháu? Lớp 3. Lớp 3 mà đã sửa được bóng đèn led rồi. Đâu rồi bác xem nào. Sáng thật hay sáng đùa? Thật. Hôm qua nó sửa mấy cái ấy. Cái bóng này mua bao tiền? 40 quá. Bây giờ cháu mà hướng dẫn được bác hay là bác giả tiền đúng bằng cái bóng này luôn đấy. Nha, cháu hướng dẫn bác sửa cái bóng đèn led đúng như này, tí dỡ ra xong là bác giả tiền đúng bằng mua cái bóng mới luôn. Được chưa? Đấy các bạn ạ, phải khích lệ trẻ em như thế. Không. Nó mà không lên là thôi, nếch nhở ở đâu, nếch thuê ở đâu. Ui dồi, bắt giờ được. Các bạn nhìn này, thằng lớp 3 này. Ô, thằng này học lớp 3 mà giỏi chứ này các bạn này. Cái bóng ở trên trời kia nó. Cái bóng này cháu lấy đâu về? Ngoài đường. Cái bóng vừa cho đèn lên này á. Cái bóng này cháu vừa nhặt ở ngoài đường. Báo. Ô, thằng này giỏi nhỉ. Này làm ra mấy, làm ra hàng trăm nghìn cho bố này rồi đấy. Ô. Các bạn mà ở trong đang xem livestream này hoặc là những người nào tình cờ xem được cái livestream này, các bạn, mọi người sẽ thấy rằng là cách đây khoảng độ 10 năm các bạn, khoảng độ 10 năm thôi. Các bạn khoảng độ 30 20 tuổi. Không làm được bằng thằng bé này đâu mà. 8 tuổi. Mà 8 tuổi nó làm được thế này. Thế ai hướng dẫn cháu? Thôi đứng lên thế này. À xem video ở trên đĩa nghe nhạc à? Ô thằng này giỏi. Thế này bố là phải thường xuyên mua các linh kiện điện tử về cho nó nghịch nhá. Tí nữa bác mày hướng dẫn bác cái, bác giả cho cháu 100.000 tiền công hướng dẫn nhá. Nhá. 100.000 là công hướng dẫn để sửa cái bóng này. À hỏng mạch thì thôi. Thôi cứ hướng dẫn làm sao, cứ coi như là mạch vẫn chạy đi nhá. Nhưng mà chỉ cần hướng dẫn bác là xem dán cái con chip vào kiểu gì nhá. Được không? Bắt tay cái để tí ăn cơm xong chỉ hướng dẫn. Ok. Nhá. Hướng dẫn thành công là được 100.000 nhá. Choáng luôn. Thằng này hả? Nó toàn là cái bóng led rồi xong nó còn đi lấy cái giấy bạc bao thuốc ấy, nó cạo hết cái giấy đi xong bắt đầu nó nhấp vé bằng đúng một cái bóng led ấy xong nó dính ở đấy sáng. À. Nó câu mạch. Nó câu mạch. Sửa được 3 bóng. Đấy mấy bóng kia là ở trên trần đấy nó. Thế này khả năng bác ngày mai cũng phải cứ đi nhặt bóng rồi thôi. À thế bác nghĩ cách như này này, cháu cứ đi nhặt về như này xong cháu lại đắng đã để lên bàn đến trước cửa nhà ấy. Cháu bán nó, ví dụ cháu thấy cháu tìm cái bóng 40W trên mạng bán bao tiền thì cháu chỉ bán bằng 1/3 thôi. Sau đó cháu lấy tiền để cháu tiết kiệm lại. Sau này mình mua đồ, mình lại chế đồ, thấy chưa? Mình mua đồ, mình lại chế đồ. Như thế sau này mình thành kỹ sư rồi. Thì đâu cần phải học quá giỏi nữa. Đúng không? Đấy máy nó đang xả rồi đấy. Tương đối thôi, còn nếu mà cái này gọi là phải giặt bằng cái chương trình giặt chăn siêu bẩn, chương trình giặt nặng đấy, thì sẽ sạch thôi. Kiểu nó chắc là lâu quá rồi ấy. Lâu quá rồi mình không dùng đến nó ấy. Ừ. Hôm nay thì chúng tôi mới lắp cho nên là nền nước nó vẫn còn đơn sơ mộc mạc này thôi anh em ạ. Nó vẫn còn như này. À đây này em ơi. Vòi này. Mang ra thằng bán máy bảo nó gắn vào cho. Thế lúc rút như này là khớp nối nhanh, em chỉ việc tháo này ra thôi. Tháo khớp nối nhanh tháo này ra. Thay bằng quận này. Nó chỉ là cái đầu chia độ thôi mà. Xong là thằng kia nó có sẵn cái đầu kia rồi nên chỉ cắm cái này vặn này vào là xong. Nó có sẵn đầu gen rồi.
Ôi nhưng mà cái này hiệu quả lắm. Nó dừng lại để nó vắt. Nó phải đóng van lại để nó còn dàn đồ tí chứ. Đấy, xong nó lại mở ra này này. Đạt tốc độ rồi thì nó lại mở van xả ra. Đạt tốc độ rồi thì nó chuẩn bị lại mở van xả ra các bạn nhá. Các bạn chỉ nghe thấy tiếng nước đập vào máy thôi các bạn nhé. Các bạn chỉ nghe thấy tiếng nước đập vào trong thành máy thôi. Còn động cơ thì các bạn gần như là êm ru thôi các bạn. Động cơ đây là đang chạy ở tần số gấp đôi so với thiết kế của nhà sản xuất. Ví dụ là thông thường một chiếc động cơ nó chỉ chạy khoảng độ 50-60 Hz thôi. 50-60 Hz thôi là tốc độ của nhà sản xuất đưa ra. Tuy nhiên thì chúng ta có thể bấm nó lên khoảng độ 400 Hz. 400 Hz nhưng mà với điều kiện là những cái con động cơ nó phải là thiết kế có thể đạt được. Chứ còn những con động cơ thông thường này mà đặt như thế thì nó hỏng hết ổ bi mới lại bạc các bạn nhé. Chúng ta chỉ đạt khoảng độ 150 thôi. Tôi đang để nó bắt bắt sơ lần thứ nhất là 88 AZ. Sau đó khoảng độ 1 phút 13 giây nữa đấy, là nó sẽ chuyển sang chế độ là vắt tốc độ cao hơn nữa. Giống như chúng ta đi xe ô tô sang số ấy, anh Nguyên ạ. Vâng, anh Nguyên là nhiều xe ô tô lắm. Đấy, nó như là động cơ từ sang số ấy, nó khác tự động chuyển sang tốc độ cao hơn. Đấy. Bây giờ thì nó đang vắt sơ này đấy anh em này. Đang vắt sơ này. Rồi. Nước cũng cạn đi rất là nhiều rồi. Đây là ngoài van xả chính tự động này thì còn có một van xả phụ này. Van xả phụ này là nhằm trường hợp là lúc chúng ta vội, chúng ta cần phải xả cấp tốc để cho nó nhanh để chúng ta đi làm việc gì đó. Đấy. Chuẩn bị đến giờ đi ăn cưới mà vẫn còn quay máy này thì lâu quá. Xả hai van cho nhanh. Một van 60 cộng một van 48. Bằng vắt là phải hết nước. Như ở nhà tôi thiết kế cái van cấp nước vào nó mà to như này. Bằng vắt là phải đầy. Bằng phát là phải hết. Thế nó mới đạt được tốc độ. Đây tôi mới tạm đi dây này thôi. Tất cả mọi thứ là tôi để rời rạc này. Đấy. Thậm chí có những nhà là cái van xả này nó đưa tít ra ngoài cách cái máy giặt này khoảng độ 10 m. Cách cái máy giặt này khoảng 10 m. Các bạn để cái van xả này càng ở chỗ rộng rãi thì các bạn càng có cơ hội vệ sinh nó một cách thuận tiện và dễ dàng hơn. Chứ không nhất thiết là cứ phải cho hết vào trong gầm cái máy này nhá. Cho vào gầm cái máy này thì tôi cho vào gầm cái máy thôi. Anh em muốn nhà tôi làm thế nhá. Nhưng mà để ngoài này rất là tiện lợi. Móc cái rác ra này, vệ sinh máy này, vặn viết rất là dễ dàng. Đấy. Vặn viết rất dễ dàng. Tốc độ lại tự động tăng lên rồi. Tốc độ lại tiếp tục tăng lên rồi anh em này. Đây. Đấy. Sử dụng biến tần Zitech của China. Đấy. Nó đang sử dụng điện 3 pha 380. Lát nữa thì sẽ đậy ra vào. Mọi thứ thì vẫn đang để rời rạc thôi. Motor mô thiếc vẫn đang chưa đậy vào đâu. Rồi. Thôi nhỉ, mình đi ăn cơm nhỉ. Cứ kệ rồi tí vắt nhỉ. Đi ăn cơm đi anh Vân đi. À đây, quay cho các bạn xem cái lò đốt, các cái chương trình bố trí của anh Điệp để các bạn cùng biết. Cái chương trình bố trí của anh Điệp là đây là một cái tủ sấy rất là khổng lồ. Cái tủ này thì nó lên đến tận khoảng độ 16 khối. Đấy, 16 khối. Rất là cao, to, đẹp trai. Đường ống cấp nhiệt vào đây. Đường ống cấp nhiệt vào đây. Tất cả được bao phủ bằng tôn xốp hết. Mai sẽ cho thợ làm hết. Còn chỗ này là anh thiết kế giặt chăn, giặt đệm gì đó. Đấy, anh ấy làm. Đây, nhà anh ấy, tầng hầm của anh đây. Đây là tầng hầm tuổi trẻ như này mà anh làm nhà to như này, các bạn thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời nhỉ. Đấy, anh chị làm trên lát nữa thì chúng tôi sẽ lấy cái quả ớt này lên để chén cho nó. Đi thôi anh em mình đi ăn cơm nhá. À lên đi anh Bân ơi, quay cho các bạn xem nốt cái lò đốt. Đây cái lò đốt đây, bộ đo nhiệt độ độ ẩm đây, đo nhiệt độ độ ẩm đây. Đó. Lò đốt này anh ấy làm nặng khoảng độ 2 tạ anh em nhé. 2 tạ không à em ơi? Xít 3 tạ. Xít 3 tạ các bạn ạ. Riêng cái lò này của anh Điệp xít 3 tạ. Các bạn chỉ cần nhân sắt với giá 30 thôi. Là 33 là 9. Sơ sơ đã mất 9 triệu rồi. Đấy các bạn nhé. Sơ sơ đã mất 9 triệu rồi.
nguyên cái lò này không nhá, chưa kể cái buồng xây này. Đấy. Rồi, xin chào các bạn.